khó chịu á. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết 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 rồi. Vâng, kính chào quý bà con cô bác. Thì ngày hôm nay thì Úc cũng có hẹn anh em ra đây, thì cũng không biết là có cái chuyện gì hay không, nhưng mà anh em cũng sẵn sàng đi ra đây để mà gặp Úc. Thì nghe nói đâu á là có một cái chuyện gì rất quan trọng. Thì hôm nay có chuyện gì Úc? Dạ em muốn nói với tụi anh đó là cái thằng bữa nó hẹn tụi nó hẹn em ra để nó trả tiền. À, cái thằng hôm bữa là cái thằng ở nơi chỗ nào? Cái thằng bữa chỗ ngay cái bờ sông đó mà tụi anh bắt nó đó. À, cái thằng biến thái ở nơi chỗ cái bờ sông đó ha. Là nó hẹn em ngày hôm nay ra lấy tiền hả? Nó hẹn em ngày hôm nay nó ra nó trả tiền, nhưng mà nó nói là đừng có nói cho mấy anh YouTube biết. À, vậy là em chờ nó lâu chưa? Dạ em chờ nó hồi trưa tới giờ. Chờ tới từ trưa tới giờ luôn? Dạ. Vậy là coi như không thấy nó là coi như em mới gọi bọn anh ra đây hả? Dạ, em không thấy nó, hay là nó sợ em dẫn mấy anh ra cho nên nó trốn nữa rồi. Mà không biết là coi như nó hẹn như vậy mà có thật hay không, hay là nó lại coi như lừa em ra. Chứ tự nhiên nó gạt em chi. Nếu mà nó trốn thì nó trốn luôn đi, còn này nó điện nó kêu em vậy mà. À, là nó gọi điện nó kêu em ha. Dạ, nhưng mà em gọi lại cái số của nó giờ thuê bao liên lạc không được rồi. Trời. Nhiều khi là coi như nó có bận cái việc gì không hay là như thế nào không chứ? Em không biết nữa nên em mới nhờ tụi anh kiếm nó giùm em đi. Là giờ là tổng em đưa cho nó giữ bao nhiêu tiền? Tiền của em á là hôm đó là trong ba lô có 7 triệu thôi à. Rồi em cũng có xài rồi, có ăn cơm rồi. Mà em không có đếm lại. À, là tổng là coi như là có 7 triệu mà mình tiêu xài đi mấy bữa rồi đúng không? Là còn bao nhiêu không biết, nên là coi như em chỉ xài cơm, ăn cơm với nước, uống nước rồi thôi, em không có xài nhiều. Ừ. Với lại mà, em mua có mấy bộ đồ. Mà sao bữa nay mà hẹn nó mà bữa nay ăn mặc đẹp thế nhỉ? Bữa nay đổi nón nữa. Không, với lại cái này là mới mua. À. Tại bữa nay nó hẹn em trả tiền, với lại nó nói nó dẫn em về nhà nó chơi. À, vậy là cái như kiểu là tình tứ rồi đây nè, phải không? Nó là dẫn về nhà nó cho biết nhà đó mà sao em đợi hoài không thấy nó. À, là nó hẹn là vừa ra trả tiền mà vừa ra là dẫn về nhà nó. Dạ. Vậy em biết đã, em đã biết là coi như nó có vợ con hay là như thế nào chưa? Em đâu có biết đâu, nhưng mà em nghĩ nếu mà nó có vợ con thì nó đâu dám dẫn em về đâu. Chả biết được đâu. Chứ nếu mà nó có vợ con nó dẫn em về nhà nó làm chi? Chứ lỡ mai mà bây giờ dẫn về mà coi như nó có vợ rồi đó sao? Nếu mà nó có vợ rồi thì nó không dẫn em về đâu. Chưa biết được. Chứ có vợ rồi thì phải lén ở ngoài chứ sao dẫn về. À, cũng có lý ha. Cái đó cũng có lý đấy. Chứ nhưng mà anh có vợ rồi anh dám dẫn em về không? Không dám đâu. Ừ, thì nó cũng vậy mà. Ơi, nhưng mà em thấy bữa nay là cái tình hình của chị Út rất là tỉnh táo luôn nha anh. Ừ. Nói chuyện khác như bình ngày thường luôn. Nay là coi như anh mặc thấy đổi mốt. Ủa, chứ chị có bị gì đâu. Hay, đồ trắng. Hay có khi nào mà vì tình mà lúc này giống như là có tình yêu á, lại yêu. Là tỉnh táo. Ừ. Mấy bữa gì nó đâu. Chứ mấy bữa trước chị đòi sống, đòi chết mà. Không có yêu gì nó nha. Mà sao không yêu thì nó mà coi như nó bảo dẫn về nhà mà là coi như ăn mặc đồ đẹp vậy là đi ra đây chờ. Thì tại em cũng muốn đi về nhà nó chơi thôi. Ý, chả phải. Cái này là coi như chắc là có cái gì rồi nhưng mà chối nè, giấu nè. Đúng không? Không có, thì tại vì em ở đây đâu có ai đâu.
ở đây không có ai hết trơn, thì có quen biết nó thì nó dẫn về nhà thì em về em chơi cho biết thôi. Vậy là nó hẹn em là mục đích là nó nói là nó trả tiền rồi nó dẫn em về nhà chơi. Dạ. Nhưng mà em có tin tưởng được cái lời nói của nó không? Thì em cũng muốn gặp nó để coi nó dẫn em về nhà hay, nó hay là coi như hôm bữa là nó ra nó lụm như vậy là coi như nó nói cái gì là tin cái đó. Có đâu, thì tại nó nói dẫn về nhà thì em cũng muốn đi về nhà nó cho biết thôi. Ừ. Cũng muốn là về nhà nó cho biết nhà ha. Dạ. Như hôm bữa là nó hứa là coi như nó chăm sóc em với cái bầu thì em nghĩ sao? Những cái lời hứa của nó là coi như có đúng không? Có mình có tin tưởng được không? Thì nó nói như vậy nhưng mà em nghĩ là em đâu còn chăm sóc đâu. Ừ. Dạ là mấy hai hôm nay là em đi đâu? Dạ. Hai hôm nay em đi đâu ở đâu? Thì mấy nay em cũng đi ngủ tùm lum mà vậy á. Cũng đi ngủ tùm lum ấy hả? Dạ. Dạ là mình cũng muốn phòng ngủ rồi đúng không? Chứ dạ, chứ không có ngủ bờ ngủ bụi nữa đúng không? Em ngủ lề đường. Ngủ lề đường luôn đó hả? Em ngủ gầm cầu. Ngủ gầm cầu luôn. Dạ. Sao trong khách sạn kia mà ở mày ở gầm cầu? Chị không thích ngủ ở khách sạn. Sao vậy? Ngủ khách sạn buồn. Ngủ gầm cầu có ai mà vui? Gầm cầu cũng có mấy người ở gầm cầu nữa anh. Có luôn hả? Có. Ừ. Với lại gầm cầu mình có mưa mình cũng không bị ướt nữa. Trời ơi. Ngủ dưới cầu á. Mà nói chuyện vô lý ghê luôn á. Chứ trong khách sạn thì nó cũng ấy chứ, thì nó cho có chăn mền đồ đầy đủ chứ nó cũng nó đâu có mưa tới đâu. Nhưng mà khách sạn là em không có thích ở mình. Khách sạn không thích ở mình. Nhớ thích ở mấy mình. Thì khách sạn thì phải có người yêu mới khách sạn được. À. Chứ có mình em đâu vô đó đâu. Khó à. Cái ca này quý vị thấy như thế nào? Nói chung là cái ca này là hơi khó. Vô khách sạn là phải có người yêu mà một mình là không vô, còn một mình là coi như lại thích ở gầm cầu. Vậy là từ bữa nay gia đình có liên lạc với Úc không? Dạ. Từ bữa tới nay là coi như gia đình có liên lạc với Úc, Úc có liên lạc với gia mẹ đình em không? Cũng lâu lâu cũng có gọi á, lâu lâu mẹ em cũng có gọi cho em mà. Nhưng mà em nói em đi làm bình thường đâu có gì đâu. Úc là biết cái thông tin mà bà cô ruột của Úc gọi điện về cho anh em là coi như nhận Úc là cháu ruột và muốn xuống để dẫn Úc về chưa? Cô đó hả? Điện cho ai vậy anh? Điện cho Lang Thang Kiên Giang nè. Điện cho em. Điện cho em vậy? Đó, cô đó nói là cô Mai là người nhà của chị. À. Nó biết chị nên là... thì trong cái thông tin này em muốn xác nhận cho hỏi chị Út á là chị Út tên thật của chị phải tên Thúy không? Không, chị đâu phải tên Thúy đâu. À, với lại là mẹ ruột của chị phải tên Mai không? Không phải luôn. Không phải tên luôn hả? À. Tại vì có cái cô này thì nói là nói chung nói điện cho hỏi cho em nói về biết được là chị ở Đồng Tháp. À. Và mẹ chị ở bên Úc. Và thì em nên là ngày hôm nay em muốn hỏi chị Út để mà xác nhận cái thông tin đó là phải chính xác cô ruột không, tại vì cô ruột của chị Út có nói là những cái thông tin đúng giống như là những gì chị nói là nhà ở Đồng Tháp rồi là mẹ của chị ở bên Úc và trước đây thì chị cũng ở từng ở bên nước ngoài đi về đây cũng mấy tháng đó và nói là bây giờ cô đó cũng tin Mai luôn đó. À, trong cái cuộc gọi điện thoại đó cô nói là mẹ của chị cũng tên Mai mà cô đó cũng tên Mai đó, nên là muốn là bây giờ là anh em của em á là sẽ hỗ trợ cho cô đó gặp chị để mà khuyên chị thuyết phục chị đi về với gia đình. Không, chị không có cô nào tên Mai hết á. Không có mà cô hả? Mẹ của chị cũng không phải tên Mai nữa mà cái giọng của cô đó là giọng người Bắc. Vậy là không phải luôn, tại vì chị đâu phải là người Bắc đâu. Nhưng mà sao tại sao mà nó trùng hợp với vậy? Hay là vậy nè, hay là chắc cô đó nhận lầm á. Cô đó chắc là cũng có cháu bỏ đi, tưởng thấy chị tưởng là cháu của cổ, chắc là cổ nhận lầm. Đó. Lúc đầu em cũng nghĩ như chị như vậy nhưng mà thật sự ra là tại sao mà nó trùng khớp với vậy? Chị là mẹ của chị cũng ở bên Úc và chị cũng ở từ bên đó.
Vậy thì chị không biết nữa, chứ thật ra là chị không có cô nào tên Mai hết á. Với lại mẹ chị cũng không phải tên Mai. À. Chị cũng đâu phải tên Thúy gì đâu. Mẹ là tên Thúy. Không, mẹ tên Mai, à. Còn tên thật của chị Út là tên Thúy. Không, chị cũng không phải tên Thúy nữa. Vậy tên thật của chị tên gì? Hỏi tên thật chị gì vậy? Cho mọi người biết. Phải những người nhà của chị biết coi là xác nhận được chị là đúng như vậy hay không để đón chị về sớm. Ủa mà tại vì chị chưa có muốn về chứ chị đi lang bang gì nguy hiểm quá. Chị chưa có muốn về, khi nào muốn về là chị sẽ tự về được mà. Vậy là có như Út là muốn ở đây là với cái anh chàng kia đúng không? Chắc chị rồi. Có đâu. Nếu như mà Út mà muốn ở đây với cái anh chàng mà ở nơi chỗ bờ sông á thì coi như bữa nay thì trời nó cũng sắp mưa rồi. Chắc chắn là anh chàng ở nơi bờ sông cũng không ra đâu. Bây giờ tụi em đi đâu? Hả? Giờ mấy anh đi về đi em đi. Thì thử gọi lại cho cái anh chàng ở nơi chỗ bờ sông thử xem là cái anh chàng đó có nghe điện thoại nữa hay không. Còn nếu như mà anh chàng mà nghe điện thoại á thì không biết là giờ mưa rồi nó cũng có ra nữa hay không kìa. Mà bữa anh có lấy số của nó không? Không, anh đâu có số đâu, em thì em có số chứ làm sao mà anh có số. Không, em nghĩ là chắc là hẹn nhưng mà không biết là khi nào ra, nên là chị Út nghe được cái thông tin rồi á, chị Út mừng quá nên là chạy ra đi đón thôi. Còn mà em mà cứ ngồi ngoài đây mà chờ á, trời mưa trời gió mà tới á thì cái lúc mà đổ bệnh á nữa thì coi như cũng không ai lo cho được đâu, vừa mình rồi coi như vừa đứa bé nữa, còn cái lúc đó người thân thì cũng không có thì ai mà đứng ra mà lo cho em. Em đợi tới chiều không có thì thôi. Mọi người thấy không, là trời giờ là trời là chuyển mưa rồi mà đợi từ lúc nào đến bây giờ? Em đợi từ trưa giờ. Từ trưa đến giờ luôn, khổ ghê chưa. Cái này là kêu là cái như bị si tình rồi, bị ấy rồi. Em si tình gì đâu, chắc luôn thì tự có người quen nói chuyện đó buồn thôi. Là giờ là coi như em thích là có người kiểu là coi như nói chuyện cho em đỡ buồn đúng không? Dạ. Giờ ví dụ như là không có cái anh chàng nơi chỗ bờ sông nữa mà có cái anh chàng khác thì em thấy thế nào? Hay là cứ miễn sao mà có người nói chuyện cho em đỡ buồn là được? Thì có người nói chuyện em đỡ buồn là được rồi. À, chứ không nhất thiết là coi như phải cái anh chàng nơi bờ sông đúng không? Vậy bây giờ là có một anh đại gia hay là một thiếu gia nào đó mà muốn bầu bạn với chị thì chị chịu không? Không, chị thích mấy người bình thường thôi à. Chị không thích đại gia gì, thiếu gia gì hết á. Vậy thì bây giờ đó chị Út là muốn tụi em giúp cho chị đi về nhà không? Chứ bây giờ chị ở mà vòng vòng ở đây là em thấy nguy hiểm lắm chị Út ơi. Không, chị đó nói, chị nói là chị chưa muốn về nhà. Giờ là chị đang chờ là cái anh hai mà ở dưới bờ sông bữa đó đúng không? Chị đi cũng phải một tháng nữa chị mới về. Là bữa chị cũng có nói với em là chị muốn một tháng nữa chị đi về với nói với mẹ chị đúng không? Để chị muốn chị thoải mái, chị ra ngoài thoải mái một tháng nữa chị về. Sao không bây giờ không về sớm mà ăn tháng? Giờ, là muốn chị thấy chưa thoải mái mà. Là muốn bây giờ muốn gặp anh hai đó một tháng nữa mới về hả? Có, bây giờ gặp là chị lấy tiền rồi thôi. À, là gặp là lấy tiền. Còn muốn dẫn về nhà cho biết thì chị cũng đi thôi. Nhưng mà chị Út, cho em hỏi là quay lại cái câu chuyện mà của cái bà cô mà nói cô của chị á. Thì cô đó có gọi điện thoại cho em nói là bây giờ là muốn thấy mặt chị để mà trực tiếp lên để khuyên chị với lại rước chị về với gia đình. Mà tại sao mà gọi điện thoại cho chị thì chị không có nghe máy? Là sao chị Út? Cái cô đó là chị không có quen luôn rồi đó, nghe em nói là biết người lạ luôn rồi đó. À, không biết gì hết đó. Nhưng mà thật ra ngày hôm nay thì mấy anh em mà gặp chị Út á thì với một cái gọi là ngoại cái ngoại hình khác nhau hoàn toàn mấy bữa trước. Và trong cái tình trạng ngày hôm nay thì chị Út rất là tỉnh táo luôn cả nhà, nên là chị Út đã xác nhận là cái cô mà gọi là cô ruột là không phải đúng không chị Út? Mà sao em thấy nó lạ đời cái là cái cô đó cũng nói là chị có ở Đồng Tháp luôn giống như chị. Chắc là cổ có cháu.
có giáo bỏ đi thiệt, hoặc là cổ xem YouTube á. Nhưng mà chị hồi trước đây chị ở bên bên Úc á, là chị có phải làm về thẩm mỹ không? Không, chị đâu có làm thẩm mỹ đâu. Vậy là đó, chị ở bạch chị làm nghề gì? Hả? Chị ở bên Úc chị làm nghề gì? Lúc đó bên đó là mẹ chị theo mẹ chị buôn bán rồi thôi. À. Rồi bữa giờ là chị cũng không có liên lạc, chị có liên lạc gì với mẹ chị không? Thì cũng có mà mẹ chị hỏi, nhưng mà chị nói là chị vẫn đi làm bình thường. Rồi mẹ chị có nói khi nào mẹ chị về Việt Nam này không? Hả? Mẹ chị á, có hỏi khi nào chị về Việt Nam không? Có, mẹ chị nói là cũng 1 tháng nữa mẹ chị về, mẹ chị thu xếp xong công việc mẹ chị về. Ủa, và cũng như là theo mà Nam thấy ngày hôm nay mà em gặp trực tiếp chị Út á, để mà xác nhận cái thông tin mà về cái vấn đề của cô ruột, thì không biết là cái lý do tại sao mà có nhiều người cũng nhận là trước đây cũng nhận là dòng họ em Út gì của chị Út, rồi kể cả ngày hôm qua thì lại có cô ruột gọi bà. Thật chắc ra là chị Út cũng không có xác nhận là không có những người đó, là không còn quen biết đúng không chị Út? Đúng rồi, đâu phải đâu, cô đó là chị không quen luôn á. Hay là người ta thấy chị là đại gia, người ta muốn tiếp cận chị ta? Ủa chị bình thường mà, chị đâu phải đại gia. Nên là đâu. Nên bây giờ là hình ảnh của chị mà chị đi ra ngoài đường người ta chặn dạng cái ta chị biết chị liền. Chị là bình thường, chị có nói chị đại gia gì đâu. Chị mà không đại gia. Chị bình thường. Giờ chị đi nha. Chị đi đâu? Chị đi ra ngoài kia kìa. Đi ngoài kia là đi đâu? Đi ra cái chỗ chị ngủ. Ngủ ở đâu? Thì bây giờ nó không tới thì chị đi ra chỗ chị ngủ chứ đâu. Là anh hẹn bữa nay là ra là gặp chị đó hả? Thì ừ. Anh có nói gì nữa không? Chị chia sẻ cho mấy anh em nghe coi. Thì nói là đi ra đó đợi đi, đừng có cho YouTube biết, đừng có dẫn ai theo hết đó. Ra đó đợi đi rồi ra trả tiền cho chị với lại dẫn chị về nhà nữa. Cái này không phải là nó hẹn em ra để nó trả tiền đâu, anh nghi là vậy. Chứ hẹn em ra để anh chơi. Nó hẹn em ra là có thể là có một cái chuyện gì khác, chứ không phải là nó trả tiền đâu. Chắc muốn lụm nữa. Nhưng mà nó nói nó trả tiền cho em. Nó lấy cái lý do nó trả tiền để nó gặp em thôi. Vì là trước đây là coi như 3-4 lần là coi như hai người cũng đã có tình tứ tình cảm rồi. Em đâu có tình cảm gì với nó đâu. Không có tình cảm mà tại sao mà em lại trao thân cho nó? Chứ nó tự đè em mà. Tự đè thì mình chịu thì coi như nó mới đè, chứ không mình mà không chịu thì là coi như ai đè mà coi như đâu có làm lại nó đâu. Nhưng mà bữa đó chị nói rõ ràng, chị nói là chị có tình cảm mà. Hôm bữa là coi như nói là coi như nói như vậy để cho tụi em thả nó đi, nó đừng mất công phiền phức lên công an rồi. Hay là có một cái chuyện gì coi như đằng sau cái chuyện này nữa mà em đang còn giấu? Không có chuyện gì. Đúng rồi. Em nghĩ là có khả năng là có chuyện gì chị Út này giấu nè. Cái đó là cái chuyện riêng chị không nói thôi. Nếu như mà không có tình cảm mà để mà coi như cho nó lụm 4 lần một tuần mà bảo là coi như không có tình cảm thì coi như thế anh thấy không phải. Tại em thích ra đó em ngồi. Ra đó ngồi nó lụm một lần là sợ rồi, mà coi như đến coi như lần thứ 2, lần thứ 3 mà em vẫn ra đó thì ngồi. Em tưởng đâu là nó ở đó một lần rồi nó đi. Em đâu có biết là nó ở đó hoài đâu. Người ta nói là quá tam ba bận chứ. Có rất nhiều khán giả nói là coi như em mê trai. Thì ai nói em gì thì nói, mà em có hay không là tự em biết thôi. Mà bữa nay á, là anh thấy là coi như với một cái ngoại hình lại khá là bắt mắt. Đây, áo trắng quần cục. Thì tại em thích đồ, em thích quần áo. Nhưng mà gì nè, theo em á, em nghĩ á, là không biết là chị Út này á, là lấy cái thông tin từ đâu, hay là có trực tiếp nói chuyện với cái kẻ biến thái này. Nhưng mà giống như là chị Út nhận được cái thông tin cái mừng quá. Nên là soạn đồ bữa nay là đi mua thêm quần áo, tút nhan sắc của mình lên để mà đi gặp. Đó. Nên là bây giờ ngày hôm nay thì cũng cho leo cây tiếp. Không biết là nay mai gì đó thì hắn ta có xuất hiện hay không. Chị có làm cái đầu tự nhiên nói chị mừng quá. Chứ sao bữa nay chị bận đồ đẹp với vậy lung linh luôn kìa. Đồ bình thường mà. Mà bận quần đùi đồ này kia nó. Giờ anh hỏi thiệt Út ha. Út trả lời thiệt anh biết ha. Không giấu giếm ha. Dạ. Nhất định không giấu nha. Dạ.
mỗi lần mà tên biến thái ở nơi chỗ bờ sông đó mà coi như nó cưỡng bức em như vậy á, thì em thấy ở trong người như thế nào? Rồi giờ như thế này nha Úc, thì những cái câu hỏi mà như anh hỏi á thì em trả lời cũng được, không trả lời cũng được. Mà nhưng mà những câu hỏi thì anh em hỏi thì hơi tế nhị với chị Úc. Sao Úc? Dạ. Sao? Để với anh biết, hỏi cái gì để vậy? Anh biết đường anh kết luận cái câu chuyện nó ấy, với khán giả họ cũng đánh giá theo cái khía cạnh cái quan điểm của khán giả nữa. Thì mỗi lần mà cái tên biến thái ở bờ sông mà coi như mỗi lần mà coi như ra đó với em á, thì coi như em cảm giác như thế nào? Mà một lần, hai lần, đến lần thứ ba, đến lần thứ tư mà coi như em vẫn ra ngoài đó để coi như em ngồi. Hả? Cái này em biết trả lời sao luôn á. Vì nhiều khi á là mình nghĩ là coi như cái tâm lý của em không được bình thường nên là em mới như vậy. Nếu như mà một người mà tâm lý bình thường á, một lần đầu, lần thứ hai là người ta đã coi như tưởng rồi. Đường này là coi như em đến 4 lần ra để cho cái thằng ở dưới bờ sông nó lên. Mà ngày hôm nay á thì coi như nó mới nói là coi như nó hẹn em ra để trả tiền thôi, mà em ra em chờ cái từ lúc trưa mà đến bây giờ là chiều tối mịt mù rồi, trời đông giông mà em vẫn ngồi đây. Em định đi rồi đó. Thôi nhưng mà giờ em không muốn giấu mấy anh nữa, giờ em nói thiệt luôn nè. Thật ra là em cũng có thích nó nữa đó. À, chị thích nó. Em không muốn nói mà mấy anh hỏi hoài, em giấu rồi. À, là thật ra là coi như cũng thích cái thằng đó rồi đúng không? Dạ. Giờ nếu như mà em thích nó thì để bọn anh dùng cái biện pháp nghiệp vụ tìm đến nhà nó luôn, dẫn em về tới nhà nó luôn được không? Thôi nhưng mà nếu nó không thích em thì thôi. Nó mà không thích thì coi như nó lại không lâm. Đúng rồi. Nhưng mà sao mấy bữa nay nó không ra đó, nó hẹn em mà nó không ra. Vậy bữa giờ thì chị, khi mà chị không được gặp được được tên đó thì chị có cảm giác như sao chị? Thì chị cũng buồn. Buồn rồi sao nữa? Nhớ nó. Giờ nếu như mà tên đó mà coi như hỏi mà bảo là giờ cưới em thì em có chấp nhận không? Thôi em chịu nó cưới đâu. Là thích kiểu là coi như trăng hoa vậy đó hả? Chứ không coi như thích coi như thì cưới thành lập gia đình hả? Thì em là bạn bè đi chơi với nhau thôi, chứ em không thích nó cưới em đâu. Vậy nếu như mà đưa những cái clip này lên thì khán giả coi như chửi em là em thích coi như tình tứ trăng hoa với một cái kẻ biến thái như vậy, thì em nghĩ như thế nào? Nó đâu biến thái đâu anh. Sao anh cứ nói nó biến thái hoài à? Lại không biến thái. Nó đẹp trai mà. Không biến thái mà lại coi như đè em như vậy. Nó làm giữa dẻo, đường nó giữa đẹp xá trai như vậy mà. Nó có biến thái đâu. Cái này thấy sao mà coi như em không muốn cởi đâu mà tại mấy anh nó hỏi hoài. Anh thấy nó sai sai sao á. Đúng rồi. Không phải chuyện gì em cũng cởi mà anh nghe đâu. Thì giờ thì coi như anh em thì coi như cũng đã coi như quen biết lâu rồi, cũng đã coi như cả nửa tháng rồi. Thì có cái gì á thì coi như em cứ tâm sự. Thì bọn anh mà giúp được cái gì em thì bọn anh giúp. Sao mà bọn anh giúp chuyện tình cảm được? Thì không phải là giúp về tình cảm, nhưng mà tụi em sẽ khuyên hay là gặp những cái anh đó đó, tụi em sẽ nói thêm cho chị để biết đường cái giải quyết với chị. Gặp tụi em đâu. Thì cứ từ từ rồi nó cũng phải muốn à. Chứ bọn anh mà khi mà đã vào cuộc rồi thì nó không muốn thì nó cũng phải muốn. Như bữa nay nó hẹn em, nó kêu em là đừng có nói cho mấy anh YouTube biết đó. Vậy có thể là nó quan sát chị để coi là có chị có đi chung với tụi em hay không. Nó mới gặp mà chị hẹn tụi em ra nên là nó trúng luôn. Không phải. Cái này á
là nó có một cái gì ở trong gia đình nó nên là nó mới không ra thôi. Anh nghi á là coi như thằng này là có gia đình rồi chứ không phải là không. Nghe nè. Đúng rồi. Thằng này nghi là có gia đình rồi, nó chỉ có hẹn ra để coi như kiểu là nó vui chơi một chút xíu rồi nó về thôi chứ không phải là nó dẫn về nhà đâu. À. Em đừng có tin tưởng nó quá. Một lần mình đã tin tưởng coi như ông bác sĩ á, thì đến bây giờ á, thì coi như cái chuyện mà đổ bể ra như vậy nó đã coi như chấn động tâm lý khi mà mình đã có em bé ở trong người rồi. Rồi đến bây giờ là coi như lại tin tưởng một cái thằng cù vơ cù vất coi như nó coi như ở cái bờ sông thôi, chưa biết nhà cửa, chưa biết coi như ở dòng họ anh em nhà nó như thế nào mà coi như lại tiếp tin tưởng nữa. Thì ví dụ như khi mà coi như chia tay với thằng bờ sông rồi đó, rồi coi như khi mà đi ra đường đó, coi như gặp cái thằng nào mà coi như nó khéo miệng hay là nó nói như thế nào đó là quen tiếp, đó là coi như cái cuộc đời của em là đi về đâu hả? À. Bây giờ theo em là chị Út tốt nhất là nên là đi về với gia đình đi để chăm sóc cho con chị là tốt hơn. Đừng có tin những cái thằng nào mà dụ dỗ chị hết, rất là nguy hiểm cho chị. Tại vì á, những người đó có thể là xem được trên mạng á, và thấy cái gia thế của chị hay là này kia, chị từng nói trong ba lô chị có tiền á, người ta sẽ lợi dụng vô đó để tiếp cận chị thôi. Hay là trong người em có cái bệnh gì không? Em có bệnh gì đâu. Anh nghi ở trong người em là có bệnh ấy. Gì? Em có bệnh gì đâu, em bình thường mà. Cái tâm lý của em không được ổn định. Hay là coi như giờ anh bọn anh đưa em xuống bệnh viện Biên Hòa kiểm tra lại thử xem như thế nào. Em có bệnh gì hết đó. Thì coi là coi như bác sĩ kết luận coi như có phải là do cái chấn động tâm lý, do coi như bị người yêu phủ phàng trong cái lúc mà mình đang mang em bé hay không. Thì em chịu khó đi xuống bệnh viện Biên Hòa, đi có đâu bao nhiêu đâu, trong vòng một buổi sáng là xong chứ đâu. Em có đồng ý đi không? Ai chở em đi, anh chở hả? Thì lấy anh em đây chở nè, lấy anh em đây cùng đồng hành với em chứ đâu có phải là coi như một mình ai đâu mà em phải lo. Rồi ví dụ như là đến khi mà có cái kết luận của bác sĩ á thì chắc có lẽ là cái lúc nó cũng rõ ràng. Anh chở em đi đi. Vậy thôi để giao trách nhiệm này lại cho anh trưởng nhóm đây, anh Trung đi. Nói chung là anh chở cũng được hay là ai chở cũng được hết, mà đi là coi như cũng đi cả toàn thể cả anh em thôi chứ không phải là coi như ấy đâu, anh em cũng đi hết. Em muốn anh chở à? Đó. Em muốn người khác chở. Anh muốn em chở hả? À em muốn anh chở hả? Em muốn anh chở em. Một mình anh á hả? Ê, không lẽ cái xe anh chở anh em ơi người? Vậy là có khi nào chị Út bây giờ chuyển qua không còn thích anh biến đáng mà thích anh Trung không? Chết rồi. Nói chung là anh là em nói thầm mày vậy, là anh á chở đi thì cũng được thôi. Bây giờ còn cái chuyện mà thích hay không thích á thì người anh là cũng người có gia đình rồi, vợ con có rồi. Em có thích anh đâu? Không, anh đang nói chuyện vậy. Thì cùng mình có như thế nào cũng không thể nào mà bỏ được gia đình. Còn cái chuyện mà chở em đi khám bệnh á thì anh chở cũng được, cứ miễn làm sao mà coi như lấy được cái kết quả của bác sĩ. Ví dụ như là cái kết luận của bác sĩ là bị chấn động tâm lý chẳng hạn. Giờ em thấy ở trong người ví dụ như là em bé mấy bữa nay có khỏe không? Dạ em thấy bình thường mà anh. Thấy bình thường hả? Dạ. Là mấy bữa nay em bé có đạp tợn không? Có chứ. Mấy nay em bé còn đạp tợn ha, là coi như cái thai là coi như vẫn ổn định. Nhưng mà anh chở em đi ổn không vậy? Ổn chứ đâu có việc gì đâu không ổn. Nói chung là đi trong vòng một buổi sáng là xong thôi, là coi như đến mình lấy bốc số mình khám xong là xong thôi. Khi mà có cái kết luận là coi như ok rồi, cái lúc đó là coi như ví dụ mình cũng có đăng lên mạng xã hội là Úc là coi như không biết cái gì về tâm lý chẳng hạn, mà khi mà có kết quả như vậy thì coi như chắc có lẽ là đến cái lúc đó
thì cũng phải dùng cái biện pháp cưỡng chế để cho Út về với gia đình thôi, chứ không có thể nào mà coi như để Út mà đi lang thang như vậy được. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì em sợ anh chở em đi rồi chị la anh sao? Sao mà la được? Mình làm coi như đâu phải mờ ám gì đâu mà phải sợ người này kia la người kia la. Anh là anh không sợ ai la hết á. Tại cái tật em mà ngồi sau xe ai là em phải ôm người đó. Ôi trời, ôm thì ôm nhưng mà được coi như đừng có mò lung tung là được à? Mà mò lung tung là phải sợ chứ còn. Không, em nghĩ cái chế Út này nặng lắm rồi. Nặng rồi này. Cái này là coi như quý vị cũng để lại những cái bình luận cho nhóm anh em của tụi em biết nha. Vì đến bây giờ thì nếu như mà mình đưa ra một cái kết luận gì đó thì chắc có lẽ là coi như anh em không đủ chuyên môn. Thì, em đi á, em đi nha. Chị đâu ngồi nói chuyện với tụi anh em, tụi em chút đi. Thì thôi rồi cả nhà, trời thì nó cũng muộn rồi, tối muộn rồi. Thì anh em cũng kết thúc cái clip ở đây. Thì đến ngày mai á thì có thể là Út có hẹn với cái anh chàng ở bờ sông nữa hay không. Thì cái lúc đó thì coi như Út cũng thông báo với anh em nha. Anh ơi, anh nói ngày mai anh chở em đi khám mà. Ngày mai anh đâu có hẹn với nó nữa đâu.